Hello anh em, Thiện đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là các vận động viên chuyên nghiệp dùng vật gì nha các bạn. Thì hôm nay Thiện sẽ cho các bạn biết là top 5 đôi nam nữ trên thế giới là đang dùng cái vật gì và họ đã từng đánh cặp với ai nha. Rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi các bạn. Nếu như mà các bạn theo dõi những cái clip trước rồi á, thì các bạn cũng sẽ biết đó chính là mỗi đôi vợt á, thì Thiện cũng sẽ đi qua 3 phần. Đó chính là hiện tại là các tay vợt đó đánh cây vợt gì, rồi đã từng đánh cây vợt gì, và cuối cùng đó chính là đã từng đánh cặp với ai. Đó, thì cứ theo 3 cái phần đó mà chúng ta sẽ đi qua từng đôi vợt nha các bạn. Thì chúng ta hiện tại thì đôi số 1 thế giới nam nữ á, đó chính là Zhang Siwei và Huang Yawon các bạn. Đó, thì mình sẽ gọi tắt đó là Siwei và Yawon cho nó nhanh nha. Thì Siwei á, thì hiện tại là anh này đang là một cái tay vợt rất là gọi là sáng giá trong cái nội dung đôi nam nữ á các bạn. Thì Siwei sinh năm 97, còn Yawon thì lớn hơn 3 tuổi, thì cô ta sinh năm 94. Đó, thì cũng là tất cả đều trong một cái độ tuổi gọi là chín muồi trong sự nghiệp á các bạn. Hiện tại á, thì Siwei đang đánh cái cây Dura 10 các bạn. Thỉnh thoảng thì mình thấy là có đánh cái cây Dura 10 LT nữa, nhưng mà kiểu như không có nhiều. Đánh cây 10 là thấy là nhiều hơn. Đó, rồi còn Yawon á, thì đánh cái cây 77 đỏ. Thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Nữ của Trung Quốc á, là mình thấy đa số là đánh cây 77 đỏ rất là nhiều. Đông Biên cũng đánh 77 đỏ nè. Rồi trên Yufei cũng đánh 77 đỏ nè. Đó, về cái cây mà thông số của cây Dura 10 á, thì đây là một cây vợt có cái điểm cân bằng không quá cao, khoảng 298 thôi, 298mm thôi. Thân nó là một cái vật thân cứng nha các bạn. Một cây bao u á, thì nó sẽ cho cái trọng lượng khoảng 88.3g. Đó. Còn cái cây 77 đỏ thì cái cây này mình cũng có làm review rồi, kỹ luôn á. Thì mình có để link đó, thì các bạn bấm vào đó các bạn xem. Thì cái này á, là một cái cây có điểm cân bằng khoảng 300mm thôi. Thân nó thì trung bình, nhưng mà cái swing của nó cũng không quá thấp, không quá cao. Nó rơi vào khoảng 84.5kg trên cm vuông đó các bạn. Đó, thì cái này á, nó sinh ra để làm gì? Là để nó trung hòa cái dòng 77. Tại vì trước đó là có một cái cây là 77 sinh dương, thì nó kiểu như nó nhẹ đầu quá, nhiều người không thích. Nhưng mà cái cây 77 đỏ, 77 chuối á, thì nó lại nặng đầu quá, nhiều người cũng không thích. Đó, cho nên là Yonex chiều lòng người chơi, họ ra một thêm một cây 77 đỏ nữa ở giữa. Cho nên là mình thấy cũng có khá nhiều bạn nữ chơi được cây này, và cũng có những cái bạn nam mà tại trung bình đó, như cỡ như mình nè, thì mình rất là thích cái cây đó luôn. Đó, đánh cái cây đó rất là dễ chịu luôn các bạn. Còn cái cây mà Dura 10 á các bạn, mình thấy cây này rất là đẹp luôn các bạn. Dura 10 nè, Dura 10 LT nè, rồi Dura 10 Lee Chong Wei nè, rất là đẹp luôn. Thông số cũng không có gọi là quá khó đánh, nhưng mà không biết tại sao nó lại rơi vào quên lãng luôn. Thì cái dòng Dura là hiện tại là mình thấy là vẫn là còn sống sót là cái thằng Dura Zhang Siwei thôi các bạn. Cũng thấy có khá là nhiều bạn đánh cái đó. Để nói về cái đôi vợt số 1 thế giới này các bạn, mình phải công nhận đây là một trong những cái đôi vợt có cái sự tiến bộ rất là vượt bậc luôn. Cụ thể là hồi tháng 3 2018 ở cái giải Auckland á, thì cái đôi này chỉ mới có hạng 14 thế giới thôi. Tuy nhiên thì sau đó chỉ có 4 giải, qua tới cái giải thứ 5 á, là cái giải mà Japan Open á, thì đôi này đã hạng nhất thế giới rồi. Đó. Tại vì các bạn biết không, qua 4 giải thì hết 2 giải là vô địch, còn 2 giải là vô trận chung kết luôn. Thì hỏi sao mà không có gọi là thăng tiến vượt bậc cho được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó chính là đôi vợt này đã từng đánh cây vợt gì nha các bạn. Thì với cái đôi số 1 thế giới này á, thì mình sẽ nói từ đầu năm 2018 cho tới nay. Tại vì các bạn biết á, từ 2018 trở về trước á, là cái đôi này có đánh với nhau nha, chứ không phải không đánh, nhưng mà kiểu không có đều. Kiểu như họ vẫn bắt cặp với nhiều người để xem coi có cặp nào ưng ý, hay là vì công việc hay là vì cái gì đó, cho nên là họ không có đánh với nhau thường xuyên. Từ năm 2018 trở lại đây là bắt đầu đánh thường xuyên nè, và bắt đầu leo hạng gọi là dù dù luôn các bạn. Thì đầu năm 2018 là Siwei là đánh cái cây Lightning N7, còn Yawon là đánh cái cây Lightning N50. Rồi tới đầu tháng 8 năm 2018 các bạn, cùng năm luôn, thì Yawon lại chuyển qua đánh cái cây 8000D. Đó. Tuy nhiên thì đánh cái cây 8000D cũng chưa lâu, khoảng được có 4 giải nha các bạn. Sang tới cuối tháng 10 thì cô ấy lại chuyển qua đánh cái cây 7000Y xanh. Cây này là mới là cái cây gọi là chân ái của đời nè. Đánh cái cây 7000Y xanh á, từ cái thời điểm đó đó các bạn, cho tới hết năm 2020 luôn. Sau này thì chuyển qua Yonex luôn. Đó. Còn Siwei á, thì vẫn đánh cái cây N7 cho tới hết năm 2018.
tới năm đầu năm 2019 ở cái giải Indonesia mở rộng á, Master gì á, thì Seaway mới chuyển qua đánh cây 9000C. Đó, 9000C là một cây rồi các bạn biết rồi đó, đập rất là ngon, rất là đầm tay luôn. Ừ. Thì đánh cái cây 9000C từ năm 2019 cho tới hết năm 2020 luôn á các bạn. Từ năm 2014 á, cho tới năm 2017 á các bạn, thì Seaway là các bạn biết đánh với ai nhiều không? Đó chính là đánh với Chen Wenchen, cô gái mà tóc ngắn á các bạn, đánh rất là nhiều luôn. Rồi, thì trong cái khoảng thời gian này á, thì cũng một hai giải nữa là có đánh với lại Tang Jinhua nè. Ngoài ra thì đánh đôi nam cũng nhiều nha, đánh với rất là nhiều tay vợt gọi là nam nổi tiếng của Trung Quốc các bạn. Rồi ngoài ra thì cũng không thể nào mà thiếu cái đánh đơn ở những cái năm đầu của sự nghiệp rồi, đúng không? Còn Gia Quân á, thì trước đó thì là đánh với Lokai cũng rất là nhiều luôn, từ năm 2014 cho tới năm 2017. Rồi trước năm 2014 nữa là có đánh với lại Quang Di Lu nè. Quang Di Lu là mình sẽ nói ở cái phần sau là tay vợt đôi vợt nam số 2 thế giới, nam nữ á. Rồi thì Gia Quân thì cũng không thể nào thiếu được cái nội dung gọi là đánh đơn nữ ở những cái năm đầu sự nghiệp các bạn, nhưng mà đánh không có nhiều, không có nhiều bằng Seaway. Rồi xong cái đôi vợt nam nữ số 1 thế giới này ha, bây giờ chúng ta sẽ nhích xuống một xíu, sẽ đi tới cái đôi vợt nam nữ số 2 thế giới cũng là người Trung Quốc luôn các bạn, đó chính là Quang Di Lu và Hoàng Đông Bin. À, thì Di Lu á thì sinh năm 94, còn Đông Bin thì nhỏ hơn 1 tuổi, cô ta sinh năm 95. Hiện tại thì Di Lu đang đánh cây 88S 2020 các bạn. Đó, còn Đông Bin thì nãy như nãy mình đã nói thì là đánh với cây 77 đỏ cũng giống như là Gia Quân. Đó, hai cái tay vợt nữ số 1 và số 2 thế giới trong nội dung đôi nam nữ đều đánh giống nhau. Chỉ có là nam thì khác nhau một tí. Đó. Thì cái cây 88S 2020 thì mình cũng đã làm review cũng rất là kỹ luôn rồi. Có một cái bài là mình làm review về cây 88S 2020 với lại cây 88D 2018 á, thì mình có để link phía dưới nha. Thì các bạn bấm vào đó các bạn xem cho nó kỹ hơn. Thì cái cây đó đó là một trong những cây vợt mà mình rất là thích luôn các bạn. Hồi đó mình bán cái đó để mình lên cái cây 88S Pro này nè, mà mình còn tiếc mà sợ là không biết là có đánh được cái cây này hay không. Đó, thì cái cây đó đó là một cái cây vợt mà gọi là dễ đánh trong cái dòng mà 88S. Đó, cái điểm cân bằng nó khoảng 300mm thôi, nhưng mà nó thân nó cứng vậy các bạn. Mình cảm thấy là nó cứng hơn mức trung bình một chút xíu. Đó, rồi cái swing của nó rơi vào khoảng 84.5kg trên 1cm². Với một cây vợt 4U thì nó sẽ cho khoảng 84.5-85g, không quá nặng đâu. Ok á, cái mức đó là mình nghĩ là ổn. Rồi, nếu như mà khi mà mình làm về các tay vợt Trung Quốc á các bạn, khi nào mà họ đổi qua cây vợt, từ cái lúc mà họ đổi qua từ Lightning qua Yonex đó rất là dễ luôn, là từ đầu năm nay, cho nên là cứ nhìn vô là biết là khi nào họ đổi qua Yonex rồi, chứ không phải biết, không phải canh từng trận, không biết trận này đánh cây vật gì, trận sau đánh cây vật gì để mà mình có thể nói cho các bạn biết, cho nên là khi mà làm về Trung Quốc rất là dễ. Với cái đôi số 2 thế giới này á, thì mình sẽ nói từ năm 2017 trở về đây cho các bạn, tại vì trước đó thì cũng đánh với nhau không có nhiều. Đó, thì ở cái giải đầu tiên mà đôi này tham dự á, thì lúc này á là Quang Di Lu đánh cái cây N552i, còn Đông Bin thì đánh cái cây N50. Tại vì cái giải này là cái giải đầu tiên mà cái đôi này tham gia, nên là đánh hai trận là bị loại rồi, nên là mình cũng không có được hình ảnh của hai cái trận này nữa. Tuy nhiên thì mình có được cái hình ảnh mà Di Lu đánh cây N50 ở cái nội dung gọi là nội dung đôi nam đó các bạn. Đó. Còn Đông Bin thì phải qua cái giải thứ hai của năm là giải Chairman Open á, thì lúc này thì cô đánh cái nội dung là đôi nữ, thì mình cũng có được cái hình ảnh này. Tại vì cái giải này thì đôi này không có tham dự, có tham dự nhưng mà người đánh đôi nam, người đánh đôi nữ, chứ không có tham dự đôi nam nữ các bạn. Sang đến năm 2018 á, thì Đông Bin á, là đánh cái cây 8000 các bạn. Tuy nhiên á, thì có một cái điều thú vị á, đó là ở những cái giải tiếp theo của năm 2018 á, thì lúc nào cô cũng mang là một cây 8000 và một cây 70i đó đi theo để đổ qua đổ lại, chắc là do là chỉ đạo của huấn luyện viên các bạn. Đó. Rồi còn Di Lu á, thì lúc này là năm 2019 á, là ảnh chuyển qua cái cây 900C. Cái cây đó gọi là cái cây gọi là khó chịu nhất của Lightning luôn á các bạn, cứng nhất của Lightning luôn á. Cái độ cứng là 595 mà nó rất là cứng và cái bộ thông số là kinh khủng luôn đó. Bạn nào mà đánh được cái cây đó cũng phải là tay gọi là cực kỳ to luôn á. Thì từ đó là người đánh cây 900C, người đánh cây 8000 cho tới hết năm 2020 luôn á các bạn, cũng chưa có đổi qua cây khác. Tới đầu năm nay thì đổi qua cái cây 77 đỏ với lại 88S. Thì mình nói nãy nha, thì mình cũng nói thêm một cái thói quen cũng rất là đáng yêu của Đông Bin đó, đó chính là khi mà hai đội đứng bốc thăm á, thì trọng tài đứng tung đùng xu á các bạn. Thì lúc này là Đông Bin là lúc nào cũng
gọi là đứng để buộc giày, cúi xuống để buộc giày á các bạn. Các bạn để ý những cái trận mà có sự tham gia của cái đôi số 2 thế giới này á, để ý Dong Bin á, thì các bạn sẽ thấy. Thêm một cái nữa đó chính là lúc mà trước khi mà vào để lớp khởi động á, sau khi đó bốc thăm á, thì lúc nào là Dong Bin cũng cầm hai cây vật lên, cầm nhắm 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 coi cây nào đánh được, cây nào ngon thì bỏ một cây xuống để đem cây kia ra đánh. Quang Di Lu á, thì trước năm 2017 á, là có đánh đôi nam nhiều các bạn. Nó từ năm 2018 cho tới trở lại đây á, thì thấy ít hơn. Còn đôi nữ á, đôi nam nữ á, thì hồi trước á, là có đánh với lại Chen Wenchen nè, từ năm 2012 cho tới năm 2016 á. Rồi Tang Jinhu cũng có đánh nè, rồi Huang Gia Quân cũng có đánh luôn, và một số những cái tay vợt nữ khác. Còn Hoàng Long Bin á, thì hồi trước là cũng có đánh đôi nữ luôn, đánh đôi nữ rất là nhiều luôn á các bạn. Tuy nhiên thì từ năm 2019 tới nay thì không thấy đánh nữa. Chắc là tập trung cho đánh cái nội dung mà đôi nam nữ á, tại vì cũng top 2, top 1 thế giới mà đúng không? Nên tập trung để giữ vững được cái thành tích. Rồi, cái trước khi mà đánh với lại Quang Như Lu á, thì Hoàng Đông Bin là có đánh với lại Giang Nan nè, Jun Hui nè, rồi Kai Sinh nè, và một số những cái tay vợt nam khác nữa. Cho nên là mình chỉ có liệt kê những cái tay vợt mà gọi là tiêu biểu thôi. Rồi, xong cặp đôi số 2 thế giới nha. Bây giờ chúng ta lại xuống một chút xíu đó, tới cặp đôi số 3 thế giới. Đó chính là, các bạn biết cặp đôi người nước nào không? Trung Quốc, Indo hay là Nhật Bản? Không, đó chính là anh bạn hàng xóm Đông Nam Á của chúng ta. Đó chính là cặp đôi người Thái Lan, Dechabon và Sapsiri. Mình gọi, mình đọc cái tên ngắn gọn thôi nha các bạn, tại vì cái tên, nguyên một cái tên của người Thái họ rất là dài, đọc ra thì mình sợ mình đọc sai nữa, hoặc là mình không có thời gian để mà đọc từng cái tên như vậy. Đó, thì Dechabon và Sapsiri là cặp đôi số 3 thế giới, đôi nam nữ người Thái Lan. Thì Dechabon á, thì bằng tuổi với Sapsiri á các bạn, sinh năm 97. Còn Sapsiri thì lớn tuổi hơn, lớn hơn 5 tuổi, sinh năm 92. Hiện tại á, thì cái đôi số 3 thế giới này á, thì đang được UNES tài trợ các bạn. Cho nên là họ sử dụng vợt UNES. Thì Dechabon á, sử dụng cái cây 88S 2020 trắng đỏ á. Rồi còn cái cây mà Sapsiri sử dụng á, đó chính là cây 88S 2020 luôn. Và xen lẫn vào đó thì ở cái Tokyo vừa rồi á, thì cô ta sử dụng cái cây 88S RO này. Hai cái cây vợt này á, 88S 2020 và 88S RO á, thì mình cũng đều đã làm rồi. Đó, thì cái 88S RO á, thì mình có để cái link ở phía dưới, các bạn bấm vào đó các bạn xem. Các bạn nhớ không, cái 88S RO này là Kevin sử dụng á, cho nên là thông số của nó thì các bạn xem ở cái clip trước nha. Còn cái cây 88S 2020 á, thì hồi nãy mình cũng đã nói rồi luôn rồi, mình không có nói lại, mất công, mất kéo dài thời gian của cái clip. Rồi, thì bây giờ chúng ta qua phần thứ hai đi, để xem là tay vợt này, hai tay vợt này đã từng đánh cái vợt gì từ năm 2016 trở lại đây nha các bạn. Đầu năm 2016 á các bạn, khi mà cái đôi vợt này bắt đầu đánh với nhau nhiều á, thì lúc này là đôi vợt này chỉ có hạng 143 thế giới thôi. Tuy nhiên thì mới chỉ sau có 5 năm thì đã leo lên được hạng 3, là thành tích cũng là rất là đáng để đúng không các bạn. Rồi thì đầu năm 2016 á, lúc này thì Dechabon sử dụng cái cây Vonchit 80. Thì anh ta đánh cái cây Vonchit 80 á, từ đầu năm 2016 cho tới tháng 10 cùng năm, thì đổi qua cái cây ở giải Thái Lan Open á, thì đổi qua cái cây Dura 10 các bạn. Và đánh cái cây Dura 10 cũng trong thời gian rất là lâu nha, từ thời điểm tháng 10 2016 cho tới hết năm 2017. Qua tới tháng 9 2018 á, thì lúc này là đánh cái cây, chuyển qua đánh cái cây 88S 2018. Lúc này thì cái 88S gọi là rất là thịnh hành luôn á các bạn, 88S 88D đó. Dechabon đánh cái cây 88S 2018 á các bạn, đúng 1 năm trời. Tới tháng 9 2019 á, thì ảnh chuyển qua cái cây Nano Flare 800. Đó, tuy nhiên thì cũng đánh cái cây này chưa được bao lâu, tới tháng 3 năm 2020 là cái giải Owen Lane đó các bạn, thì lại chuyển về cái cây 88S 2018. Nhưng mà mắc cười là đánh cái giải, đánh cái cây này á, thì chỉ có hình như là có một cái giải này à, tại vì trong năm đó nó đâu có bất kỳ cái giải nào nữa đâu. Đó, dính gọi là Covid mà. Đó, qua tới năm 2021 á, thì chuyển qua cái cây 88S 2020. Không ai mệt như ông này, nhưng đánh cái cây này xong rồi qua cái khác, xong rồi lại chuyển qua cái cây này, mà đổi vợt như thay vợt chứ thay áo vậy các bạn. Còn Sapsiri á các bạn thì đánh ít hơn, từ năm 2016 cho tới tháng 4 2018 á, là cổ chỉ đánh có đúng một cái cây là AK11 mà cái bản 2015 thôi. Và cái bản đó thì trước khi đánh cái cây 88S 2018 á, thì Kevin cũng đánh cái đó đó các bạn. Rồi, cái ở cái giải tiếp theo của năm 2018 là New Zealand Open á, thì cổ chuyển qua đánh cái cây AK11 mà cái bản 2017, bản mới á. Tuy nhiên thì đánh cũng chưa được bao lâu, tới tháng 9 2018 á, thì lại cũng chuyển về cái cây AK11 bản 2015 lại nữa. Đôi này có thói quen chuyển đi rồi chuyển lại nha các bạn. Đó, rồi
thì đánh cái cây AK11 mà bản 2015 từ cái thời điểm đó cho tới hết năm 19, hết năm 2020 luôn, qua tới năm 2021 á thì mới chuyển qua cây 88S 2020. Đó, rồi tới Olympic này á thì cũng chuyển qua chuyển lại giữa 88S 2020 và 88S Pro. Trước năm 2016 á thì mình thấy là Dejabo là đánh đôi nam nhiều lắm các bạn. Đánh đôi nữ thì rất là ít luôn. Đôi nữ á thì mình thấy là có đánh với lại Butita nè. Cô này rất là đẹp nha, rất là xinh nha các bạn. À, cao tới tận 1m83, du sân gọi là che Dejabo không thấy đâu hết trơn. Đó. Rồi thì hồi năm 2017, hồi giữa năm 2017 á thì Dejabo với lại Butita là có đánh, tại vì cái thời điểm này á là Sapsuri nghỉ đâu tận 9 tháng á các bạn, không biết nghỉ do bận cái gì. Đó, thì sau đó thì Sapsuri nghỉ, Sapsuri quay lại á thì đánh với lại Sapsuri, không đánh với lại Butita nữa. Rồi thì Dejabo là có đánh với lại Chanisa nữa nè, nhưng mà cũng không có nhiều. Còn Sapsuri á thì trước năm 2016 á các bạn là có đánh với lại Sitcap nè, nhưng mà cũng ít lắm, không có nhiều. Đánh với lại Manebon nè, Manebon là đánh nhiều luôn các bạn, cũng leo lên được tới hạng 13, 14 thế giới á. Ok, vậy là chúng ta đã đi xong ba đôi vợt nam nữ số 1, 2, 3 thế giới rồi đúng không các bạn? Còn hai đôi vợt nữa là hạng 4 và hạng 5 á thì chắc chắn là phải qua clip phần 2 rồi. Rồi, nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào á hoặc là bất kỳ góp ý gì á thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Mình sẽ ghi nhận hết trơn luôn á và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ok. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh với mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.